lụm lên, lụm lên. Lúc ra bà bồ căng. Căng. Tao cười tao chết cho ai, vô đó trái chuối thì ghê, chết luôn á. Đặt trái chuối kìa ông nội đó, ông chịu lòng thì quay coi. Ba giờ ba ừ. Ủa là ai ạ?
như cô giáo ở An Giang, cô giáo An Giang là khoái bớt thôi, không có ca được. Nghĩ nói chị chưa xong. Chưa xong là lãng đĩ nào á? À, như thế nào hả? Đĩ nào đâu dữ thần. Trời ơi trời, Vũ đi sinh nhật mà nó hả trọng lẫn gớm mà ba bóng thấy ghê vậy. Bóng gì? Bóng gì? Bóng này ai đụng ta? Đúng nay ai đủ tao nhớ mày quá trời. Ủa lúc đó không thiệt hay giỡn vậy? Thiệt. Hồi nào hả? Không, mình đó, nó quay tôi lại. Ai mà đủ mày kìa cháu ơi, có ai mà đủ mày. Chọc quay đi nghe, khóc quá nghe. Vô đây đi, tới sớm nữa. Chui vô lòn. Gia Lai. Ai yêu cô gái à? Gia Lai. Cô gái Gia Lai thì hay bóp lòn lai gai. Quỷ là bóp lòn quỷ. Ôi nào đâu mà. Không có lai, lai cái đó. Rồi bắt rồi. Rồi. Làm gì mất tiêu rồi. Nữa. Con nhỏ hồi nãy điện. Nãy nó điện hoài đó, nó điện nãy ba nói chuyện rồi chửi nó, nó chui vô lòm rồi điện vậy rồi sao chửi nó. Ô tiền ông nội bán sản phẩm luôn hay vậy? Bán gì? Ai ê đủ vớt nha ông nội. Kìa 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 kìa, tiền tay ngồi đáy lại gài như cô gái ở Gia Lai, cô gái Gia Lai ngồi đáy lại gài. Bây giờ ai làm bậy làm bạ không cho thuộc không? Cô gái nắp mình hát. Trời má nó chết luôn á trời quỷ. Trời ơi cô gái An Giang bị nắp mình hát, mà má nó chữ nghe. Như cô gái ở Long Xuyên, cô gái Long Xuyên bị nặc quá điên. Trời, nó chữ heo thấy cảnh ê đứt dây lòn nha. Ủa? Ê lòn dây đứt nha. Ủa mà cái này nó không đứt mà dây thiệt nó đứt. Nó xỏ lòn không được, chồng cũng được nữa mà đứt. Đủ con điển nào hả? Ủa con điển nào mà coi kiến hả? Nghe điện thoại. Quay đi. Quay đi quá. Nè. Ai coi kia? Ai có thằng khùng kìa. Quỷ đó nó dẹo lộn xe cán dán lộn xe. Dạ. Nó là dán lộn xe cán rồi cho đưa lộn cho nó. Ừ. Ủa ai hả? Ai mà gì hả? Sáng lộn sao không sao? Xác ngộ không, tâm hồn bắt giới. Là đó đó, ai mà đụng vô không. Trời ơi trời. Nó bật cái đầu. Có quay không vậy? Có đó, trời. Đĩa ơi, đưa lồn cho chúng đủ rồi, đĩa ơi, vừa. Bán nó cái nhiêu chị? Bán lồn châu ai mua không? Nhiêu trăm? Điên nhiêu? Điên 5 triệu, trời gì ghẻ vậy à? Ôi trời má, bị đực là hơn bị gái nữa. Làm hơn bánh bèo nữa. Thôi quân đi không? Quân đi không? Quân đi, trời ơi trời. Quân đi giảm 50%. Giảm 50%. Còn nhiêu? Không? Còn nhiêu kìa. 50%? 50% là 5 triệu còn 2 triệu gửi. Ghé ghê ta. Còn 2 triệu dư. Có số hộ nghèo. Có số hộ nghèo. Hộ nghèo bởi vì mới giảm 50% đó. Vậy là giảm không luôn mới chịu hả Quân? À chị đi, không có tốn tiền. Ôi số nghèo. Không ai trả. Còn ai trả, hộ nghèo kêu người ta trả luôn. Chị đi chơi với chuối đi bà nội. Chơi chuối nè. Chị lên đâu huyết áp cho em cậu. Đâu huyết áp đi. Rồi, tới lên hay xuống, lên này. Lên hay xuống ta. Huyết áp của chị lên hay xuống ta. Nhiều. 13 độ gửi.
lên hay xuống chị? Lên hay xuống, rồi lên hay xuống, cắt gạt cho đứt ngang là nó bị tụt. Cắt đi, cắt đi, cắt đi, cắt đi, cắt. Ngồi nhổ. Rồi bà chuẩn bị chỗ cho nó ngủ chưa? Ngủ đâu mà nói đi. Kìa.